nằm ngay giữa trung tâm của Dubai Mall, có một thác nước rất ấn tượng. Vâng, thác nước nhân tạo nằm ngay ở trung tâm, và đây cũng là một trong những biểu tượng của Dubai Mall. Vâng, thác nước rất ấn tượng, thu hút rất là đông khách du lịch tới để check in cũng như là chụp ảnh selfie. Một dàn nước nhân tạo đúng là ở Dubai không gì là không thể. Họ chẳng có gì ngoài cát và dầu, nhưng bây giờ thì đã trở thành điểm trung chuyển cũng như là thu hút hàng triệu khách du lịch. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì cũng có rất là đông khách du lịch cũng đã tới Dubai, bởi vì thành phố này đã mở cửa cho khách du lịch không cần phải cách ly. Vâng, một trung tâm thương mại hết sức đẹp mắt. Vâng, hy vọng là hôm nào quý vị và các bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng thác nước này cũng như là rất nhiều những cảnh quan tuyệt đẹp tại Dubai Mall.